người già với trả người non, người nào mà chẳng hấu đá. Nếu gọi em là thằng nhóc con thì gọi anh là thằng già nấu cá. Anh nghĩ sao mà đòi đấm em, sao không thử xem tình hình hiện tại, sạch Blackbee xem thử ra gì, còn sạch DT ra tàn điện thoại. Đời ba nhẹ vài câu là hiểu, em lo ăn sẽ sợ mà xỉu. Ừ em đang ăn kẹo bòn bon xem anh diễn hài ở chợ bà chịu. Xin lỗi chứ anh hết thời rồi, lý lẽ cùi bắp chẳng biết xài kiêu. Đứng không nổi thì xin mời ngồi, đâu đủ bản lĩnh để tiếp vài chiêu. Thắng vài ba cái giải ao làng rồi tôm mầm không thích ba hoa. Gọi anh là rapper tháng 8, rapper phong trào nên cút ra xa. Thắng vài ba cái giải ao làng rồi tôm mầm không thích ba hoa. Trong khi nhạc anh là nhạc đại trà, còn nhạc em như Kendrick Lamar. Da mày trắng cho nó nhạc đi ba mày mẫu. Da tao đen, tao đi làm được ba tao khen. Mày muốn võ như phim Mỹ nhưng đáng tiếc là phim Mỹ Nam. Dùng kim chỉ mày mỏ mày lại vì kim chỉ tao là kim chỉ Nam.